Chào tất cả các bạn học sinh thân yêu thầy Nhật nhá. 2K4 ơi, các bạn đã làm thử đề trắc nghiệm của thầy Nhật chưa các bạn ơi? Có rất nhiều bạn hỏi thầy là thầy ơi thử cho làm một đề trắc nghiệm môn văn đi thầy ơi. Và thế là thầy đã quyết định là cho các bạn làm thử một đề trắc nghiệm môn văn. Và không biết là các bạn đã làm hết cái đề này chưa? Thầy thấy có một số bạn nói là làm được điểm cao lắm. Ok, thầy cảm thấy rất là vui nếu các bạn làm được bài này. 2K4 đâu rồi? 2K4 học sinh cưng của tôi đâu hết rồi? Các bạn đã online hết chưa? Online lên nhá các bạn nhá. Đấy, cùng thầy chữa cái đề trắc nghiệm môn văn các bạn nhá. Lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta được Casio đúng không? Môn văn đúng không các bạn? Đấy, có rất nhiều bạn bảo là thầy ơi hãy làm đề trắc nghiệm môn văn đi. Cho nên là thầy quyết định sẽ cùng các bạn chữa cái đề đầu tiên này. Ok nhá. Đấy, các bạn 2K4 mà yêu mến thầy thì chia sẻ video này về tường giúp thầy nhá. Đấy, like xong thầy sẽ ẩn video đi nhá. Và chúng ta sẽ cùng với nhau khô máu làm cái đề trắc nghiệm môn văn này đúng không? Xem các bạn có Casio được không nhá. Các bạn làm được hết không ạ? Các bạn làm được điểm cao không ạ? Các bạn ơi, các bạn hãy cho thầy thật là nhiều động lực để thầy livestream trắc nghiệm nhiều hơn nữa môn văn với các bạn nhá. Các bạn nhá. Ok, rồi thầy nhìn thấy các bạn rồi. Ok, thầy chào bạn Nguyễn Văn Thuận, chào bạn Mai Văn Hoàng. Ok, chào bạn Ngô Xuân Dũng, chào bạn Nguyễn Thế Anh, chào bạn Hồ Thị Hằng, chào bạn Nguyễn Toàn. Ok, thầy chào tất cả các bạn nhá. Ok. Chào bạn Bế Phong, chào bạn ui rồi chữ Trung Quốc thì không biết đọc thế nào cả. Chào bạn Lê Xuân Lý, chào bạn Nguyễn Đỗ Huy. Ok, chào bạn Xuyến Chi, chào bạn Rick Thi. Ok, thầy chào tất cả các em, đúng không? Rồi, chào bạn Vũ Duy, chào Nguyễn Đạt, chào bạn Đào Hương Trà, chào bạn Trung Em. Ok nhá. Mỗi một bạn thả cho thầy một cái chia sẻ về tường nhá các bạn nhá. Chúng ta biết là năm nay là chúng ta có thể sẽ thi, một số bạn sẽ thi cái trường một số trường đúng không? Đấy, với cái kiểu thi là đánh giá năng lực. Và đánh giá năng lực thì văn người ta không chấm các bạn tự luận mà các bạn sẽ được làm trắc nghiệm. Vì vậy là thầy sẽ ở đây để đồng hành với các bạn, đúng không? Chúng ta chữa một vài cái đề trắc nghiệm xem thế nào. Chào bạn Hà Vi, chào bạn Phạm Sơn. Ok, chào bạn Trọng Đạt, chào bạn Lý Thu Hoài, chào bạn Nguyễn Thị Hậu, chào bạn Thiên Ngân, chào bạn Phạm Thị Huyền, chào bạn Đinh Thanh Trà, chào bạn Phạm Huyền Giang, chào bạn Phạm Sơn, chào Thư Võ. Rồi, chào bạn Lê Khắc Thắng, chào bạn Nguyễn Đình Hiệu, chào bạn Phạm Tú Anh. Ok, thầy nhìn thấy các bạn rồi nhá. Các bạn ơi, mỗi bạn chia sẻ nhẹ một cái về tường giúp thầy nhá. Đấy, chúng ta cùng nhau làm khô máu cái đề này xem sao. Đúng không? Xem môn văn khi mà chúng ta học trắc nghiệm thì nó sẽ như thế nào. Liệu nó khó hay là nó dễ, đúng không? Hay là vừa phải. Rồi, ok. Chào bạn Quách Thiên Ni nhá. Chào bạn Võ Trần Nguyên. Chào bạn Phùng Anh Trang. Ok nhá. Đấy. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ video về giúp thầy nhá. Sau khi thầy like thì ở trên phần caption thầy sẽ cập nhật đề cho các bạn nhá. Chúng ta cùng nhau làm và comment cho thầy biết là các bạn làm đúng hay làm sai nhá. Đấy, để thầy có nhiều động lực hơn. Thầy muốn làm thật nhiều đề và chúng ta cùng nhau ôn luyện môn văn một cách nhanh chóng thông qua việc học trắc nghiệm, đúng không? Đấy, ok nhá. Đề này thầy đã cho chống Casio rồi các bạn nhá. Ok nhá. Đấy, và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình trong buổi tối ngày hôm nay. 2K4 ơi, 2K4 đã sẵn sàng chưa? 2K4 sẵn sàng thì chia sẻ video này về tường và comment sẵn sàng giúp thầy nhá. Ok, chào Huỳnh Linh, chào Linh Phạm, chào bạn A Dương. Ok, chào bạn Katinian, chào bạn Huỳnh Linh, chào bạn rồi, chào bạn Lê Xuân Trường, chào bạn Phương Thu, chào bạn San Cuốn. Ok, thầy chào tất cả các em nhá. Ok, chào Trọng Đạt, chào Hảo Nguyễn. Rồi, ok, chào bạn Gia An, chào bạn Huỳnh Linh, thầy chào tất cả các em nhá. Các bạn thể hiện tình yêu của các bạn với thầy bằng việc chia sẻ video và comment đáp án trong quá trình mà chúng ta cùng nhau làm thử cái đề này xem thế nào, đúng không? Ấy, chưa bao giờ được làm trắc nghiệm văn đúng không? Không sao cả, thầy Nhật sẽ tạo điều kiện cho các bạn ôn tập theo kiểu này cho nhanh nhá. Giảng bài mãi rồi đúng không? Rồi, cảm ơn bạn Yến Nhi nhá. Rồi, ok, thầy nhìn thấy bạn Yến Nhi rồi. Chào bạn Võ Mạnh Đức, ok nhá. Rồi, chào bạn Phong Thu, chào Nguyễn Xuân Thành. Ok, thầy chào các bạn. Ôi, là còn tác các bạn vào học cùng này tuyệt vời quá. Chào bạn Bằng, ok, thầy chào các em. Được chưa nào? Đấy, chia sẻ video về tường nhá. Làm trắc nghiệm không quen thầy ạ, đấy là bình thường. Đấy, các bạn rồi sẽ quen thôi, bởi vì là như thầy được biết ấy thì có một số trường đang chuyển hướng sang thi đánh giá năng lực. Chính vì vậy mà thầy làm một số cái đề trắc nghiệm để chúng ta cùng nhau làm nhá. Đấy, để chúng ta sai ở đâu đúng không? Chúng ta sẽ còn phải ôn lại ở đó nhá. Chào bạn Sớm Nguyễn, chào bạn Tạ Đức Thắng, chào bạn Bích Ngọc. Ok. Chào bạn Nguyễn Quốc Dũng, thầy có thấy em. Chào bạn Lê Khánh nhá. Em được 25 câu Nguyễn Hải Yến à? Thế là hơi kém đấy nhá. Ok nhá. Rồi, chào bạn Khánh An. Ok, thầy chào các em. Rồi, thầy chưa đi, chúng ta đã sẵn sàng rồi nhá. Xe nhẹ một cái về tường giúp thầy nhá. Rồi chúng ta sẽ cháy hết mình trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không?
đề của chúng ta này sẽ là ngữ văn lớp 12 nhá. Ok nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng trước 36 câu hỏi ngẫu nhiên, đúng không? Đấy. Giải rác ở trong tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 để xem các bạn có nhớ kiến thức lớp 12 không và tự tin đến đâu. Ok nhá. Chúng ta cùng nhau đến với câu số 1 ạ. Đó là tác phẩm Tuyên ngôn độc lập các bạn ơi. Nào, chúng ta cùng nhau đến với cái đề này nhá. Nào, đến với câu 1 nhá. Và các bạn hãy comment cho thầy biết đáp án là gì nhá. Nào, chúng ta cùng đọc đề này. Đáp án nào dưới đây không phải là quan điểm sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh? À, một câu hỏi này thì thầy tin là kể cả lớp 11 các em mình cũng làm được cái này. Rồi, chào Trần Minh Hằng, chào bạn Võ Đạt. Ok, A này, luôn chú trọng đến mục đích và đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm, đúng không? B, luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc. C, quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh. Và D, coi văn học là vũ khí chiến đấu phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Đáp án câu 1 là gì ạ? Đặng Thờ Vinh sai rồi nhá. Em làm là D là sai rồi nhá. Rồi, có rất nhiều bạn trả lời là D ạ. Ok, các bạn ơi, các bạn bấm máy có ra đâu các bạn? Các bạn không thể bấm máy được, đúng không? Bởi vì đề này thầy soạn là chống Casio rồi. Bấm vào mắt nhá các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, đáp án số 1 của chúng ta, câu 1 này của chúng ta đó chính là C ạ. Bởi vì sao các bạn ấy biết không? Bởi vì tất cả những điều này đều đúng với phong cách nghệ thuật của bác, đúng nào? Và chỉ có C này các bạn này, đó là văn học vị nghệ thuật, văn học vị nhân sinh ấy, nó là trào lưu văn học của trước năm 1945, đúng không? Đấy. Chương trình lớp 11 các bạn đã được học rồi nha các bạn nhá. Vậy thì đây sẽ không phải là gì các em? Không phải là quan điểm sáng tác của bác Hồ được nha các bạn nhá. Rồi, đấy là câu. Úi dồi ôi, Phương Hà làm được 1A. Về quê đi chăn vịt nhá. Học hành thế là dở rồi, đúng không? 1C các bạn nhá. Đáp án câu 1 phải là C. Ok nhá. Đấy. Câu số 2 này các bạn này. Tác phẩm nào là tác phẩm văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Nào. Câu số 2 các bạn làm là gì các bạn ơi? Nào. Tác phẩm nào là tác phẩm văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhá? A là Vi hành, B là Pa ghi, đúng không? C là Con người biết mùi hun khói và D bản án chế độ thực dân. Đáp án câu 2 của các bạn là gì các bạn nhỉ? Nào, đáp án câu số 2 của các em là gì đây? Các bạn trả lời giúp thầy nào. Câu số 2 đáp án các bạn làm là gì nhỉ? Nào, câu 2 có làm được không ạ? Câu 2 bạn Mỹ Tâm trả lời là đi. Thanh Vi là 2D nhá. Ok ok. Nào, các bạn làm được chưa? Phùng Thu Nhàn trả lời là 2D, Phương Thảo Hà là 2D. Ô, học giỏi quá nhỉ. Đúng rồi các bạn ạ. Ba cái câu này này các bạn này đều là thuộc vào gì hả em? Thể loại truyện và ký các bạn nhá, của bác nhá các bạn nhá. Và được đăng tải trên những tờ báo khi bác đang ở nước ngoài, đúng không? Đấy. Còn ở đây người ta hỏi các bạn là văn chính luận cơ các bạn ạ, đúng không? Văn chính luận của bác ta phải nhớ đến những tác phẩm như là gì đấy? Tuyên ngôn độc lập, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đúng không? Rồi bản án chế độ thực dân. Vậy thì đáp án câu 2 của các bạn phải là D nhá các bạn nhá. Chúc mừng các bạn đã làm đúng đáp án câu số 2 là D các bạn nhá. Đấy, được chưa? Đấy, sai câu này thì thôi, về đi lấy chồng luôn. Thầy đi tìm cho tấm chồng luôn nhá. Sai câu này là về đi lấy chồng khẩn trương các bạn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3 này. Tuyên ngôn của Pháp và của Mỹ được bác trích dẫn đưa vào tuyên ngôn độc lập của Việt Nam viết năm bao nhiêu? Nào, câu này là một câu mà các bạn học sử thôi. Những bạn học giỏi sử của tôi đâu ạ. Các bạn có làm đúng câu này không ạ? Nhá. Nào, chúng ta thử nhá các bạn nhá. À. Ok, tuyên ngôn của Mỹ và của Pháp được bác trích dẫn đưa vào là năm bao nhiêu, đúng không? Đáp án A, 1776 của Mỹ và 1791 của Pháp, được chưa? Đáp án B, 1775 của Mỹ và 1781 của Pháp. Đáp án C, 1777 của Mỹ và 1792 của Pháp. Đáp án D là 1772 của Mỹ và 1781 của Pháp, đúng không? Các bạn học giỏi sử mà các bạn làm sai câu này tốt nhất là về đi chăn vịt đấy nhá. Đấy. Được chưa? Phương Linh trả lời là A, Tạ Trang trả lời là A, Tô Minh Hằng trả lời là A, Văn Quyết trả lời là A, đúng không? Có rất nhiều bạn trả lời là A, đúng không? Toàn Lê trả lời là D là thôi xong là dở rồi, hơi toang rồi nhá. Ok nhá. Thầy dạy các bạn này, có một số cái kinh nghiệm đó là gì các bạn? Khi chúng ta học mà nhớ với số liệu ấy, đúng không? Mà chúng ta cảm thấy cái con số đấy nó khó nhớ ấy, thì tốt nhất là các bạn nên liên hệ với cái cuộc sống của mình, những cái con số mà mình không bao giờ quên. Ví dụ như tuyên ngôn của Pháp chẳng hạn nhé, thì thầy sẽ nhớ đến năm sinh của thầy. Năm sinh của thầy là năm 1791, vậy thì đây, đúng không? Đấy, đấy của Pháp sẽ là 1791. Còn tuyên ngôn của Mỹ sẽ gắn với số nhà nhà thầy. Nhà của thầy ở số 76 phố Thợ Nhuộm, đấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vậy thì tuyên ngôn của Mỹ năm 1776. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án A các bạn nhé. Hãy nhớ những số liệu theo những cái con số gắn liền với cuộc sống của các em, đúng không?
thì các bạn sẽ không bao giờ sai được nhá. Còn cái đề này không cần phải Casio nhá. Đề này của thầy chấm Casio, bấm máy tính cả đời không ra đâu nhá. Ok nhá. Rồi, ok nhá. Chúng ta tiếp tục nào. Chúng ta đến câu 4 các bạn ơi. Tại sao nói phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đa dạng? À, ok. Các bạn làm cho thầy câu 4 được nào? Câu 4 đáp án của các bạn là gì nhỉ? Các bạn nào yêu mến thầy thì hãy chia sẻ video này về nhá. Và hãy comment cùng với thầy làm hết cái đề này. Ok nhá. Đấy, được chưa? À, thầy sinh năm 1991, được chưa? Nhưng mà tuyên ngôn của Pháp năm bật 1791 nhá các bạn nhá. Rồi, câu 4 là gì các bạn ơi? Tại sao nói phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh, đúng không? Chủ tịch Hồ Chí Minh đa dạng. A, đa dạng về mục đích sáng tác. B, đa dạng trong quan điểm sáng tác. C, đa dạng các thể loại. Và D, đa dạng về nguyên tắc sáng tác. Vậy thì câu 4 của các bạn là gì hả các bạn? À, câu 4 là gì đây? À, Phạm Thu Mai trả lời là C, Tú Anh trả lời là C, Nguyễn, à, Vũ Thái Hà Vi sai rồi nhá. Vũ Thái Hà Nhi nhá. Úi dồi, Đơn Ngân sai rồi nhá. Úi dồi ôi, thế này thì bảo yêu bác mà quên thế này thì quá là dở rồi. Các bạn để ý thầy này. Câu này của chúng ta đáp án sẽ là C, bởi vì bác sáng tác trên nhiều những thể loại khác nhau, đúng không? Cái này là kiến thức lớp 11 các bạn nhé. Bác sáng tác cả thơ ca này, đúng không? Bác sáng tác cả truyện và ký này, đúng không? Bác viết cả văn chính luận này các bạn này. Thơ nhá thì bác viết cả thơ chữ Hán nhá các bạn nhé. Đấy. Vậy thì phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh đa dạng là bởi vì bác viết đa dạng trên nhiều những thể loại khác nhau. Được chưa? Nhá. Đáp án này mà còn sai, Đỗ Thanh Trang về quê đi lấy chồng đi em ơi. Đúng không? Sai câu này là không được rồi nhá. Bây giờ chúng ta đến với một bài ok hơn, một bài có vẻ các bạn yêu mến hơn đúng không? Đó là bài Tây Tiến. Rồi, bây giờ chúng ta đến với Tây Tiến các bạn nhá. Nào, chúng ta cùng nhau làm Tây Tiến nào các bạn ơi. Tây Tiến nhá. Nào, địa danh nào dưới đây là quê hương của nhà thơ Quang Dũng, đúng không? 4C đúng rồi, Khánh An trả lời đúng rồi nhá. Bây giờ chúng ta đến với câu 5. Đúng không? Đấy. Bây giờ đến bài Tây Tiến nhá. Tây Tiến có vẻ các bạn học được lắm đây này, đúng không? A, quê hương của Quang Dũng là làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, nay thuộc Hà Nội. B, làng Vũ Thạch, nay là phố Bà Triệu, Hà Nội. C là xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. D là xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đúng không? Nào, đáp án câu số 5 là gì anh em ơi? Anh em mà tôi câu 5 là gì nhỉ? À, Cảnh Khang đúng không? Cảnh Khang trả lời là 5A. Luyện Phạm Quế Chi trả lời 5A. À, có cả những anh chị 2K3 cũng đang xem game đấy. Ồ, rất là tuyệt vời đúng không? Rồi, Đào Thị Ngọc Ánh 5A. À, Thu Hà là 5C. Nghe thầy nói này, Tây Tiến là một đơn vị bộ đội toàn những học sinh sinh viên đến từ thủ đô Hà Nội. Vậy thì chắc chắn cái việc đến từ Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là sai, đúng không? Chúng ta chỉ còn hai đáp án là A và B thôi đúng không? Và chắc chắn chúng ta đều biết rằng Quang Dũng đến từ huyện Đan Phượng nha các bạn nhé. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là 5A, đúng không? Câu này mà làm sai thì thôi nha. Đấy, về quê đi chăn lợn luôn nha các bạn nhé. Ok, rồi, giỏi lắm Hồ Thị Hằng, Ngô Xuân Dũng nha. Rồi, giỏi lắm các bạn ơi. Tiếp tục nha, chúng ta tiếp tục này. Câu số 6 á. Câu số 6 này. Các bạn yêu Quang Dũng đến đâu nè? Ok nhá. Rồi, ok, rất nhiều anh chị 2K3 đang xem. Và 2K3 hãy cùng chia sẻ video này về và cùng làm với các em cho vui nhá. Câu 6 này. Năm 2001, đúng không? Quang Dũng được trao giải thưởng gì? A là giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. B là giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ. C là giải thưởng khác, đúng không? Giải thưởng công hiến. Và D là đáp án khác. Vậy thì câu 6 các bạn làm đáp án là gì ạ? Ok, Sinner trả lời là A, văn học nghệ thuật. Sơn Hoàng là A, Lê Phú Minh trả lời là A. Rất giỏi, rất tuyệt vời đúng không? Câu này không thể làm sai được, đúng không nào? Chúng ta yêu mến Quang Dũng là như thế. Chúng ta học rất tuyệt vời về Tây Tiến như thế. Nhưng mà anh chị đang ngoài thi Tây Tiến rồi. Ok nhá. Cho nên là chúng ta biết rằng đúng không? Đáp án câu này sẽ là A các bạn nhé. Đấy. Nhà thơ Quang Dũng được trao giải thưởng đúng không? Đấy, nhà nước về văn học nghệ thuật các bạn nhé. Vào năm 2001 nhá các bạn nhé. Đấy, đừng có sai nhá. Sai là dở lắm ấy các bạn nhé. Rồi ok. Chúng ta tiếp đến với câu số 7 ạ. Nào, câu số 7 là gì các bạn ơi? Câu số 7 nhá. Nào, phong cách sáng tác của nhà thơ Quang Dũng là gì? Nào, xem anh chị 2K3 với cả các em 2K4 xem mà ai làm đúng nhiều hơn nhá. Nào ok, câu số 7 đáp án là gì các bạn ơi? A này, chất trữ tình chính trị sâu sắc. À, ok. B là gì? Cảm xúc nồng nàn, suy tư sâu lắng. C, mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. D, mang vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng và triết lý. Nào, đáp án của các bạn là gì nhỉ? Câu này quá dễ à thầy? À, tuyệt vời.
dễ nó mới hay đúng không, dễ mà làm sai nó mới nhục đúng không. Ok nhá, một số bạn trả lời là A, một số bạn trả lời là C. Đáp án của chúng ta là gì các bạn? Nào các bạn ơi, các bạn làm thế nào? Hoàng Văn Thành trả lời là C à? Rồi ok, Như Quỳnh trả lời là C, Yến Ngân trả lời là A. Ôi rồi ôi Yến Ngân ơi, Yến Ngân thế này là phải tìm một tấm chồng rồi Yến Ngân ơi. Yến Ngân nghe thầy nói này, chính trị, chữ tình chính trị này là ta nhớ ngay đến Tố Hữu này em này, đúng không? Tố Hữu nhá. Cảm xúc nồng nàn, suy tư sâu lắng là em phải ngay lập tức nhớ đến ai? Nhà thơ Nguyễn Qua Điềm em ơi. Em ơi là em ơi, đúng không? Đúng không? Phải là nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Đáp án của chúng ta phải là 7C. Ôi dồi ôi, câu này mà làm vào sai thì quá là dở hơi luôn ấy. Đấy, quá dở hơi luôn nhá các bạn nhá. Chúng ta đến với câu số 8 nhá. Rồi, bây giờ câu 8 này các bạn có liệu có làm sai không ạ? Bây giờ chúng ta hỏi về hoàn cảnh sáng tác. Câu số 8 của chúng ta là gì các bạn nhỉ? Bài thơ Tây Tiến được Quang Dũng sáng tác trong hoàn cảnh nào? Cái này có nhớ không? Xem nào. Các bạn ơi, đúng rồi, chữ tình chính trị là Tố Hữu, đúng rồi. Đấy. Câu đấy mà còn sai được thì cũng kháng hiểu là hoành kiểu gì nhá. Nào câu 8 các bạn ơi. Nào, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tây Tiến là gì các bạn ơi? Năm 1947, Quang Dũng còn là đại đội trưởng của đoàn quân Tây Tiến. B, cuối năm 48, Quang Dũng không còn ở đoàn quân Tây Tiến mà chuyển sang đơn vị khác. C, khi Quang Dũng làm công tác văn nghệ tại chiến khu Việt Bắc. Và D, cả ba đáp án này trên đều không chính xác. Câu này đáp án là gì các bạn nhỉ? Câu này đáp án là gì đây? Ôi rồi, rồi ok. Luyện Phạm Quế Chi trả lời là 8B. Phạm Quỳnh Giang trả lời là 8B. Rất tuyệt vời. Trần Thị Kim Vui trả lời là B. Rất tuyệt vời đấy em ạ. Ok nhá. Rồi ok, Phùng Anh Trang trả lời là B, Tuấn Đỗ trả lời là B, rất giỏi đúng không? Chúng ta đều biết rằng là sau khi rời xa đơn vị cũ đúng không? Đấy, trong một chiều mưa ở Phù Lưu Tranh ông viết bài thơ Tây Tiến. Vậy thì đáp án ở đây chắc chắn phải là B rồi, đúng không? Ok nhá. Rồi, bây giờ chúng ta hơi xử một tí nhá. Đấy, để xem chúng ta yêu Quang Dũng ở đâu nhá. Câu số 9 này, đoàn quân Tây Tiến được thành lập vào năm nào? Nào. Rồi, câu này mà em sai em bỏ học đi cưới vợ à, kinh quá nhá. Rồi, ok nhá. Công thức là ra, đúng, công thức là ra. Nào, anh em cho tôi biết công thức nào. Đoàn quân Tây Tiến được thành lập vào năm nào nhỉ? Câu 9 là gì các bạn ơi? Câu 9 là gì nhỉ các bạn nhỉ? Câu 9 mà sai là hơi bị buồn cười đấy các bạn ơi. Câu 8 là B đúng rồi nhá. Câu 9 đánh máy ra B à? 19747 à? Câu 9B Thu Trang. Rồi, Đặng Tờ Vinh trả lời là A. Úi dồi ôi, ông này ông học kiểu gì đấy ông, đúng không? Đáp án của chúng ta là B nhá. Đoàn quân Tây Tiến, đúng không? Được thành lập vào năm 1947, đúng không? Những năm đầu tiên, đúng nào? Ok, rồi Trần Minh Hằng trả lời là B nhá. Sai về lấy chồng rất tuyệt vời, rất là máu đấy. Ok nhá. 9 là B các em nhá. 9 là B này. B B B B nhá. Rồi ok, cảm ơn Dương Thủy Linh đã tặng thấy sao nhá. Rồi ok. Chị Nguyễn có làm sai câu này không? Hương Giang B luôn thầy ơi, chuẩn nhá. Bây giờ chúng ta đến với câu số 10 đi. Chúng ta đến với câu số 10 các bạn ơi. Câu số 10 này, lời giới thiệu nào về lính Tây Tiến cụ thể và chính xác nhất? Được chưa? Cụ thể và chính xác nhất nhá. A, lính Tây Tiến là nông dân khắp mọi miền. Ôi dồi ôi. B, lính Tây Tiến là thanh niên Hà Nội. Có vẻ đúng. Đấy. C này, lính Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh sinh viên trí thức, đúng không? D, lính Tây Tiến là học sinh trí thức. Câu số 10 các bạn làm là gì các bạn nhỉ? 10 nào. Để ý thế này, cụ thể nhá và chính xác nhất, đúng không? Đấy, đáp án đây là gì các bạn ơi? Chúng ta biết này, nếu như là người nông dân ở khắp mọi miền thì đây phải là bài Đồng Chí chứ không phải là Tây Tiến, đúng không? Đấy, có vẻ như ba đáp án này đều đúng, nhưng người ta hỏi các em là cụ thể nhất, chính xác nhất, đúng không? Vậy thì câu này của chúng ta nhá, ok, sai em tặng thầy 100 sao quá đáng nhá, thầy biết thừa câu này các bạn không sai được, đúng không? Đáp án của chúng ta là C các bạn nhá. Đúng không? Người lính Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, đúng không? Phần đông, được chưa nào? Trong đó có nhiều học sinh sinh viên và trí thức nha. Rồi, Trần Khánh Ly làm đúng rồi. Catinian làm đúng rồi, rất giỏi, rất tuyệt vời đúng không? Mặc dù đề đã chống Casio nhưng anh em làm vẫn rất tuyệt vời. Câu số 11 nhá. Nội dung đoạn 1 của bài thơ Tây Tiến là gì? A, thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh người lính trên con đường hành quân gian khổ. B, tình quân dân gắn bó thiên nhiên con người miền Tây với vẻ đẹp mỹ lệ. C, hình tượng người lính Tây Tiến. D, lời thề gắn bó với đoàn quân Tây Tiến và miền Tây Bắc. Ok nhá. Đáp án ở đây là gì các bạn nhỉ? Đáp án ở đây là gì các bạn ơi? Các bạn làm có đúng không ạ? Các bạn làm có đúng không? Các bạn nói cho thầy nghe nào. Đáp án của chúng ta là đây là gì nào? Chúng ta đang hỏi câu số 11 nha các bạn nhá. Nào, câu 11 có sai không? 11 là A.
Việt Hà trả lời là A, Nhung Hồng trả lời là A. À, thầy nhìn thấy rồi. Đây Dũng trả lời là A, 11A Tùng Hà, Tâm Lê trả lời là A, Lê Phú Minh trả lời là A, Hoàng Khu trả lời là A. 11A thì đọc tên em Nguyễn Duy Anh, 11A chính xác các bạn nhá. Đây là khổ thơ thứ hai này. Đây là khổ thơ thứ ba này. Đây là khổ thơ thứ tư này, đúng không? Đấy. Và khổ 1 của nó chính là cái này này các bạn này. Nội dung chính của khổ 1 trong Tây Tiến, đúng không? Đó chính là thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh người lính trên con đường hành quân gian khổ nhá. Câu này mà làm sai thì thôi nha, đi tìm lấy một tấm chồng, đúng không? Học hành gì kiểu đấy, đúng không? Ok nhá. Chúng ta đến với câu số 12. Nào các bạn ơi, sông Mã xã rồi Tây Tiến ơi nhá. Ok. Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Nào, các bạn là Casio thầy xem nào. Các bạn thử Casio đi, xem có Casio được không? Hai câu thơ sau sử dụng nghệ thuật nào? A, điệp từ, B, điệp âm, C, từ láy và D, tất cả các đáp án trên. Nào, các bạn có tìm thấy đáp án không ạ? Nào, các bạn có tìm thấy đáp án không? Nào, có nhìn thấy không nào? Điệp âm này, từ láy này, điệp từ này, đúng không? Đấy, đáp án câu này là gì? Các bạn ơi, các bạn có làm được không? Ok nhá, 11A rồi, có không? Bây giờ đang hỏi câu 12 rồi, nhá. Chúng ta có thấy từ láy không ạ? À, đúng nhá. Chúng ta có thấy điệp âm không ạ? Điệp âm đây rồi này, điệp âm này, đúng không? Đấy. Chúng ta có thấy từ láy không ạ? À, có, đúng không? Chúng ta có thấy điệp từ không ạ? À, ok nhá. Rồi, ok nhá. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây là gì hả bạn? Đúng không? 12 không thể sai được nhá. 12 phải là D, tất cả các đáp án trên, đúng không? Có cả điệp từ, đúng không nào? Đấy. Có cả điệp âm nhá. Có cả từ láy. Vậy thì chắc chắn nó phải là D rồi, đúng không? Câu 12 này, úi rồi. 12 này mà ông nào làm sai là hơi bị dở đấy nhá. Ok, rồi. Ok nhá. Rồi, rồi thầy nhìn thấy comment của bạn Đàm Thị Mai rồi, nhá. Chúng ta đến với bài thơ sóng của Xuân Quỳnh nhá. Đấy, bài thơ sóng của Xuân Quỳnh. Chúng ta đến với câu số 13. Nào, Nguyễn Thế Anh làm đúng rồi, Lê Bảo đúng rồi, nhá. Bạn nào mà yêu mến thầy thì nhớ chia sẻ video này về nhá, cho tình cảm nó đi lên một tí nhá anh em nhá. Nào, câu số 13, bài thơ sóng được in trong tập thơ nào dưới đây, đúng không? Đấy. Các anh em Casio giúp tôi em nào. Nào, câu 13 là gì đây? Nào, hoa dọc chiến hào này, gió lào cát trắng này, hoa cỏ may này, tự hát này, đúng không? Bài thơ sóng được in tập nào? Các bạn ơi, à, Bùi Văn Quang trả lời 13A, Nguyễn Ngọc Anh trả lời là 13A. À, Hoàng Văn Thành tặng 35 sao thầy, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Quỳnh Chi trả lời là 13A thầy ơi, đúng không? Thế mà có ông vẫn trả lời là D được cái này. Đấy, tự hát này, tự hát có trong chương trình giảng dạy đâu mà cứ 13D này. Casio ra E, được comment này, sao lại comment là 13E là như nào, làm gì có đáp án E, Luyên Thuyền, nhá, ok, Mi Phan trả lời là 13A, đúng rồi, đáp án của chúng ta là bài thơ sóng được sáng tác, đúng không, và được in trong tập Hoa Dọc Chiến Hào các bạn nhá, Hoa Dọc Chiến Hào nhá, ok, rồi, chúng ta đến với câu số 14 á, thể thơ của bài sóng, à, bài sóng có thể thơ là gì các bạn nhỉ, 14 là đáp án gì đây ạ, 14 mà làm sai thì thôi đấy nhá, đấy, 14 mà làm sai thì thôi đấy, Xuân Quỳnh rất buồn vì các em đấy các bạn nhá. 14A. À, Lê Hồng Thắm, Nguyễn Duy Anh 14A. Ai à, Casio nhanh quá nhỉ. Phương Linh 14A, Đây Dũng 14A. À, giỏi lắm, rất là nhanh đúng không? Sinner trả lời là 14A. Quá tuyệt vời luôn, đúng không? Chắc chắn rồi, thể thơ 5 chữ, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, 5 chữ rõ ràng đúng không? Đấy. Câu số 15 các bạn nhá. Bây giờ câu này khó này. Đấy, hơi khó một xíu nhá. Ok nhá, 14A đúng rồi. Luyến Ngân Luyến trả lời đúng rồi nhá. Hoài Chu đúng rồi. Câu 15 này. Giá trị nội dung của bài thơ sóng của Xuân Quỳnh, à, nghĩa là giá trị về mặt nội dung của tác phẩm, cái nội dung đấy có những tác phẩm gì đúng không, à, có những cái nội dung nào hay nhá. A là diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha nồng nàn trung thủy, muốn vượt lên trên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người. B là sự phẫn uất đau buồn trước tình duyên lận đận, gắng gượng vươn lên để tìm kiếm đến đích đến của tình yêu. C là cả hai đáp án trên đều đúng và D là cả hai đáp án trên đều sai. 15 là gì các bạn ơi? 15 là gì nào? Cái này này chắc chắn là sai đúng không? À, B là sai các bạn nhé. B không thể đúng được, đúng không? Đấy, bài này đâu có viết cái gì mà phân uất đâu đúng không? Cuộc đời của Xuân Quỳnh thì đúng là như thế thật. Nhưng Xuân Quỳnh không bày tỏ những cái đấy vào thơ, đúng không? Đấy. Hoàng Văn Thành học con trai học văn được quá nhỉ? 15A này. Quỳnh Chi 15A, Phạm Quỳnh Giang 15A này, đúng rồi. Đúng không? Hai đáp án trên, một đáp án sai rồi thì không có chuyện cả hai cùng đúng cả hai cùng sai được, đúng không? Đáp án của chúng ta phải là A các bạn nhá. Đề này chống Casio nha các bạn nhá. Ôn kiểu này nó dễ vào nhỉ các bạn nhỉ. Ok nhá. Rồi, rồi, 15C sai em ế cả đời, tuyệt vời nhá. Ok, chúng ta đến với câu số 16 á. Câu số 16 nhá các bạn nhá. Nào, rất là đam mê rồi đấy. Rất tuyệt vời nhá.
Bạn nào mà yêu mến thì nhớ chia sẻ video này về nhá, cho vui. Ok ạ. À? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, mở đầu khổ một. Tác giả nêu ra những trạng thái đối lập của cái gì? À, ok ạ. À? Câu này hay hơn một tí nhá. Đấy. Đáp án của chúng ta là gì các bạn ơi? À, Lý Thu Hoài trả lời là A. À, Nghĩa Em trả lời là 16A. Khuất Yến trả lời là 16A. Nguyễn Yến Nhi trả lời là 16C à? Úi dồi ôi, 16C à? Học hành thế này nó dở hơi rồi. Học hành dở hơi rồi. Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? 16 à? 16 là gì nhỉ? Trạng thái đối lập, đúng không? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. À, trạng thái đối lập này là trạng thái đối lập của cái gì hả các bạn? Đúng rồi. Trạng thái đối lập này là trạng thái đối lập của sóng các bạn nhá, đúng không? Đấy, của sóng các bạn nhá. Đó phải là đáp án A, được chưa? Đấy, rồi từ cái gì đấy, cái sự đối lập đấy của từ ngữ, đúng không? Thì ta mới hình dung ra được là cái bản chất trong tính cách của con gái thi yêu nhá. Ok, chúng ta đến với câu 17 các bạn ơi. Câu 17 nhá. Rồi, 17 này, hai câu thơ sau sử dụng biến pháp nghệ thuật gì? Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ok nhá. Đáp án nào các bạn ơi? Rồi các bạn ơi, các bạn làm được câu này chưa? Nào, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. À, ok nhá. Thủ pháp nghệ thuật ở đây là gì các bạn ơi? Thủ pháp nghệ thuật ở đây là gì nhỉ? À, các bạn có làm đúng không ạ? 17 các bạn ơi, 17 nhá. À, 17 ở đây chúng ta có đến tận 5 đáp án các bạn ạ. A là so sánh, B là hoán dụ, C là ẩn dụ, D là nhân hóa, E là nghệ thuật đối lập, đúng không? Đúng không? Đáp án là gì? Mà cái này có để được chọn là nhiều hơn một đáp án nhá các bạn nhá. Nhiều hơn một đáp án, đúng không? Đấy, ok nhá. Thứ nhất này, đúng không? Sóng bể này, đúng không? Là ẩn dụ rồi nhá. Ok, được chưa? Không hiểu nổi mình là nhân hóa, đúng không? Đấy, là nhân hóa nhá. Vậy thì đáp án ở đây sẽ là CD, đúng không? Cái này chống Casio nhá. Đấy, và chống nhìn bài, đúng không? Đấy. Casio vào mắt, đúng không? Đấy, không Casio được đâu nhá. Nhân hóa ẩn dụ các bạn nhá. Đáp án của chúng ta là CD, ok nhá. Rồi nhá. Ok nhá. Đấy, Trần Minh Hằng làm ở D nhá, thiếu một đáp án. Ờ, bẫy đấy các bạn ạ. Người ta gọi là đấy là bẫy, đúng không? Thử lòng một tí. Đấy, ý rằng là có vấn đề ngay, đúng không? Ok. Rồi, chúng ta đến một bài mà các bạn rất yêu thích. Thầy phải khẳng định với các bạn luôn, các bạn rất yêu tác phẩm này. Đó là Người Lái Đò Sông Nà. Đó, ok nhá. Thầy biết là các bạn thích bài này lắm. Rất nhiều bạn 2K4 bảo là thầy ơi, năm nay mà thi Sông Đà thì vui nhỉ. Ok, thầy bảo là ui quá vui luôn nhá. Ok nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 18 của Người Lái Đò Sông Nà các bạn nhá. Ok nhá. À, ok nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 18 này. Phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước cách mạng 8 là gì? À, trước cách mạng 8 nhá các bạn nhá. Trước cách mạng tháng 8 nhá, lưu ý này, được chưa? A, phong cách sáng tác của ông gói gọn trong một chữ ngâm. Ngâm dựa trên sự tài hoa uyên bác và phong cách hơn người. B, theo Nguyễn Tuân, cái đẹp có cả ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Tài hoa có ở cá nhân đại chúng. À, C, hai đáp án trên đều đúng. D, hai đáp án trên đều sai. Câu số 18 các bạn làm là gì các bạn ơi? À, ok các bạn nhá. Nếu các bạn đọc kỹ cái đề này ấy, thì các bạn sẽ thấy là thầy thấy có bạn trả lời là D này. Đấy, hơi toang này này. Đấy, có bạn trả lời là C này, thế là hơi dở nhá. Các bạn rất hay làm cái kiểu môn tiếng Anh đúng không? Các bạn thích làm cái kiểu là on a correct đúng không? Đấy, on a correct có nghĩa là tất cả đều đúng đúng không? À, ok. Đấy. Các bạn thích làm kiểu này đúng không? Nhưng không các bạn ạ. À. Đây là bẫy nhá các bạn nhá. Đấy, trước năm 45 ấy thì Nguyễn Tuân phải như thế này, đúng không? Đấy. Sau cách mạng thì Nguyễn Tuân phải như thế này, đúng không? Cho nên cái việc mà bảo cả hai cái đáp án đều đúng và hai đáp án đều sai là không đúng đâu. Đáp án của chúng ta này, Nguyễn Tuân mà chúng ta biết đến ấy với chữ người tử tù ấy phải là đáp án A các bạn nhá. Ok nhá. Đấy, được chưa? 18 là A nhá. Rồi Chi Bro trả lời đúng rồi nhá. Rồi ok. Rồi Phùng Anh Trang trả lời là A, chính xác các bạn nhá. Bây giờ chúng ta đến với câu số 19 á. Câu số 19 nhá. Người Lái Đò Sông Đà được sáng tác trong hoàn cảnh nào? À, ok nhá. Ok nhá. Rồi, là thành quả thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hùng hùng tới miền Đông Bắc rộng lớn xa xôi. B, là thành quả thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng đến miền Tây Bắc rộng lớn xa xôi. C, trong một lần tác giả về thăm người thân. Và D, trong một lần tác giả đi công tác qua sông Đà. À, đáp án các bạn là gì các bạn ơi? À, ok nhá. Đáp án câu 19 là gì các bạn nhỉ? 19 đáp án của các em là gì đây? À, ok, có rất nhiều bạn trả lời là 19B. À, Nguyễn Linh Hương trả lời là B, Trần Đức Duy trả lời là B, Hà Hồng Hạnh trả lời là B. Chính xác các bạn nhé. Có vẻ như các bạn rất yêu Nguyễn Tuân đúng không? À, rất là giỏi.
Đông Bắc là dở rồi, đúng không? Đông Bắc là dở rồi nhá. Đáp án của chúng ta là 19B các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 20 ạ. Câu số 20 các bạn ơi. Đấy, comment nhiệt tình nhá, tương tác nhiệt tình để tình yêu của các bạn với thầy Nhật, đúng không? Thầy Nhật yêu các bạn rất nhiều. I love you so much. Ok nhá. Nào, thể loại của người lãnh đạo sông Đà là gì? A, bút ký. B, truyện ngắn. C, tùy bút. Và D là phóng sự các bạn ơi. Đấy, chúng ta cùng cố gắng nào các bạn nào. Nào, câu 20 nhá các bạn nhá. 20C em nghỉ học. Rồi, Lý Thu Hoài trả lời là B. Ok, Sinner trả lời là B. Bạn Trang này bị làm sao nhỉ? Bây giờ chúng ta đến với câu số 20 rồi mà vẫn trả lời câu 18, 19 này. Ok, câu số 20 các bạn làm được chưa? 20 chắc chắn là C các bạn nhá. Đấy, được chưa? Chúng ta đều biết rằng bài Người lãnh đạo sông Đà được rút ra từ tập Tùy bút sông Đà. Vậy thì nó phải là C, đúng không? Đấy, tùy bút nhá. Thể loại tùy bút nhá, câu này đừng có sai nhá, sai là dở hơi đấy. Ok nhá. Chúng ta đến với câu số 21 nào các bạn ơi. 21 nha các bạn nhá. Đấy. Giá trị nội dung của Tùy bút sông Đà là gì? Đúng không? A, tình yêu đất nước say đắm thiết tha của một con người muốn dùng văn chương để ca ngợi vẻ đẹp vừa kỳ vĩ vừa trữ tình, thơ mộng của thiên nhiên Tây Bắc. B, vẻ đẹp của con người lao động bình dị ở miền Tây Bắc. C, hai đáp án trên đều đúng. D, hai đáp án trên đều sai nhá. Câu 21 đáp án là gì các bạn ơi? Nào, 21 câu đáp án các bạn là gì đây? Ok ok nhá. Nào, các bạn làm được câu 21 chưa các bạn ơi? Nào, thầy đang hỏi câu 21 rồi sao Trần Minh Hằng lại trả lời là 20C này? Trời ơi. Ok, rồi 21C, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Quang Huy. Ok, chính xác các bạn nhá. Đáp án của chúng ta câu 21 là C, đúng không? Bởi vì cả hai cái ý này đều có trong giá trị nội dung của sông Đà. Vừa nói về vẻ đẹp của sông Đà, vừa nói về vẻ đẹp của người lái đò không tên nhá. Chúng ta đến câu 22 này. Những hình ảnh nào được Nguyễn Tuân miêu tả để nói về nét tính cách hung bạo của sông Đà? À, cái này thì phải nhớ đủ ý, đúng không? A, vách đá hai bên bờ sông. B, mặt gành hát lóm. C, hút nước thác đá. Và D, tất cả các đáp án trên. Câu 22 đáp án của em là gì đây? 22 nhá. Rồi, ok. Đấy, hai rồi ơi, học hành cái này làm sai giờ hơi lắm. Rồi, bạn Phong Phú trả lời nhanh nhất là D. Bạn Hạnh Dương trả lời là D. Rồi, ok. Bạn Như Quỳnh trả lời là D. Phương Trinh trả lời là D. Ngọc Anh trả lời là D. Khánh Ly trả lời là D. Sang Phan trả lời là D. Chính xác, đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Những cái ý này nha các bạn nhé, đều có trong hung bạo của sông Đà, đúng không? Đây là đoạn 1 này, đúng không? Hút nước là tà mừng vát này. Thác đá là ý thứ tư này, đúng không? Đấy. Và tất cả các đáp án trên đều nói về tất cả các ý về vẻ đẹp hung bạo của sông Đà nhá. Đấy. Ok nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục câu 23 nhá các bạn nhá. Câu 23 là gì các bạn nhỉ? Vẻ đẹp trữ tình của sông Đà được so sánh với những hình ảnh nào dưới đây? Đó. Vẻ đẹp trữ tình nhá, trữ tình nhá. Những hình ảnh nào nhá? Những nhá các bạn nhá, không phải một nhá. Đấy, câu 23 nhá các bạn nhá. 23 là những nhá. Những nhiều. Ok, đấy. Để ý này, những nhá. Rồi, A là dây thừng này. B là mái tóc tuôn dài này. C là trường ca của rừng già này. D là cô gái di gan man dại này. Và E là cố nhân. Nào, nhưng các bạn ơi, vẻ đẹp trữ tình của sông Đà được so sánh với những hình ảnh nào? Những nhiều, hỏi một. No. Ok nhá. Đáp án của bạn ăn cơm với cá là A, B và E. Đúng rồi, chính xác các bạn nhá. Đáp án của chúng ta, úi dồi, Lê Phương Nhi trả lời là B, C, D. Rồi ôi, giờ hơi à. Hai cái này là sông Hương người ơi, đúng không? Hai cái này là sông Hương người ơi, sao lại làm cái này được? Đang hỏi sông Đà cơ mà. Trời ơi, sao lại DB cái gì ở đây? Bùi Thi Lợi trả lời sai rồi nhá. Đấy, phải là A, B và E, được chưa? Đấy, được chưa nào? A, B, E, được chưa nào? Đấy, đúng không? Úi dồi ôi, C, D kìa. Người ta đang hỏi sông Đà, ông ơi, sông Đà cơ mà. Sao lại làm là cô gái di gan với trường ca rừng già, em điểm sao? Ok nhá, lẫn rồi. Lắc cái não lên nào các bạn ơi, lắc cái não lên nhá. Đấy, làm hơi lắc léo một tí là sai, đúng không? Chống Casio, đỉnh, đấy. Ok nhá, chúng ta đến với câu số 24 nhá, để kết thúc chuyên đề sông Đà, đúng không? Vì sao Nguyễn Tuân không đặt tên cụ thể cho nhân vật ông Đò mặc dù đây là một nhân vật có thật và có tên? Tại sao ông lại không đặt tên cho nhân vật này? Nhá. Rồi, Quỳnh Trang Lê thầy có thế nhá. Ok nhá. Rồi, được chưa nào? Em đến này, công A này. Tác giả muốn vô danh họ, bình thường hóa họ, muốn nói rằng đó là những con người lao động bình dị mà ta có thể gặp ở nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc.
B. Nhân vật là hình ảnh chung, là điển hình tiêu biểu của một tập thể, một thế hệ những con người lao động xây dựng đất nước. C. Hai đáp án trên đều đúng. D. Hai đáp án trên đều sai, đúng không? Đáp án của câu 24 là gì ạ? Câu này quá dễ rồi nhá. Câu này, úi ôi, ông này 24B chiều nay em vừa học xong, sai bét, đúng không? Đấy, em không đọc kỹ đề rồi nhá. Nó phải là C mới đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cả B và cả A đều đúng. Vậy thì đương nhiên là gì? Đáp án phải là C nhá. 24 phải là C. Học hành thế này dở rồi. Đấy là cái tội không đọc kỹ đề. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình đến với chuyên đề sông Hương này anh em này. Chuyên đề sông Hương nhá. Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra ở đâu? Nhanh 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 nhanh. Đáp án nào? 25 là gì các bạn ơi? Nào, A là Đà Nẵng, B là Huế, C là Nghệ An và D là Quảng Trị. Nào, đáp án của chúng ta là gì các bạn ơi? À, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ông sinh ra ở đâu? Ông sinh ra ở đâu? A, có bạn trả lời là Đà Nẵng. Ok. Có bạn trả lời là C, đúng không? Đấy, Nghệ An. Ôi giời, sao lại Nghệ An? Trời ơi, sao lại Nghệ An? Ôi trời ơi, đúng không? Đấy, mà câu này của chúng ta nhá. Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại đâu hả các bạn? À, câu 25 là gì hả bạn? Đó là B. Ông sinh ra ở Huế và gắn bó 40 năm cuộc đời mình với sông Hương. Nhá. Ok chưa? Rồi, chúng ta đến với câu số 26 nhá. Đúng không? Đấy, tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Hoàng Phủ Tường? Đúng không? Đấy. Ok nhá. Rồi 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 các bạn ơi. À, tác phẩm nào sau đây không phải là sáng tác của Hoàng Phủ Tường này? Ngôi sao trên đỉnh Phú Văn Lâu, rất nhiều ánh lửa, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, ai đặt tên cho dòng sông, bản di chúc cỏ lau, ngọn núi ảo ảnh, đúng không? Tác phẩm nào không phải nhá? Tác phẩm nào không phải là sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường? Ok nhá. Đáp án của chúng ta là gì các bạn ơi? À, đáp án câu 26 là gì các bạn nhỉ? À, có tác phẩm nào không phải là của Hoàng Phủ Ngọc Tường các bạn? Có câu nào không? Có đáp án nào không ạ? Ở đây có rất nhiều đáp án này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đáp án. Đúng không? Tác phẩm nào không phải nhá, không phải của Hoàng Phủ Tường. Đáp án là gì các bạn ơi? Ok nhá. Đấy, các bạn ơi trả lời đây nào. Đáp án ở đây là gì nào? Tác phẩm nào không phải nhá của Hoàng Phủ Tường, được chưa? Đấy. Đáp án các bạn là gì đây? A, B, D. Úi dồi ôi, Linh Khánh học sai rồi. Không phải, chứ không phải là phải này. Không phải các bạn, không phải, đúng không? Đấy. Ngôi sao trên đỉnh Phú Văn Lâu là của Hoàng Phủ Tường, đúng không? Rất nhiều ánh lửa của Hoàng Phủ Tường, đúng không? Ai tên là dòng sông chắc chắn của Hoàng Phủ Tường rồi. Bản di chúc cỏ lau có, ngọn núi ảo ảnh có. Đáp án của chúng ta phải là C. Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi không phải là tác phẩm của Hoàng Phủ Tường nhá các bạn nhá. Đúng rồi. Siner Thảo Bé, Phương Thảo Hà và Đỗ Linh đều trả lời đúng nhá. Đó là Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi nhá các bạn nhá. Đây không phải là tác phẩm của Hoàng Phủ Tường nhá. Câu 26 nhá. Được nhá. Rồi. Chúng ta tiếp tục nào, đến với câu số 27. Được chưa? Thể loại của sông Hương là gì? Thể loại của tác phẩm. Ai đã đặt tên vào dòng sông? Nhá, ok chưa? Đấy, ai đặt tên vào dòng sông nhá? Tác phẩm này thuộc vào thể loại nào các bạn ơi? Nhá. À, ok chưa? Rồi, ok. Các bạn trả lời thầy nhá. A là truyện ngắn này, chắc chắn là sai rồi, đúng không? À, lại còn truyện vừa. Ok. Vậy thì chỉ còn bút ký và tùy bút thôi. Đáp án câu này là gì các bạn nhỉ? 27 là gì các bạn ơi? 27 là C à? Hoàng Phương Thảo trả lời là C. Ngọc Khang làm là C, Thu Trang làm là C, chính xác các bạn nhá. Đó là thể loại bút ký, đúng không? Đấy, là thể loại bút ký các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, chúng ta nói tiếp nhá. Ai tên Hồng Sông được in trong tập nào? À, tác phẩm này được in trong tập nào? A. Ngôi sao trên đỉnh Phú Văn Lâu. B. Ai tên Hồng Sông? C. Hoa trái quanh tôi. D. Ngọn núi ảo ảnh. Nào, đáp án của chúng ta là gì đây các bạn ơi? Rồi, ok. Rồi, ok. Thầy nhìn thấy comment của các bạn rồi. Các bạn trả lời câu 28 nào. Diễm Trinh trả lời là B. Ôi dồi ôi, Phùng Anh Trang trả lời là C kìa. Ôi dồi, đã hỏi câu 28 cơ mà. 28 các bạn ơi. Kiều Ly trả lời là B này. Chính xác các bạn nhá. 28 phải là B, đúng không? In trong tập cùng tên, đúng không? Tập sách cùng tên. Ai tên nào xong được in trong tập, đúng không? Cùng tên nhá. Đáp án là B, được chưa? Câu 29 nữa các bạn nào. Câu 29 nhá. Ok nhá. Rồi. Đấy, sai là dở nhá các bạn nhá. Cái đề này làm sao mà làm sai được, đúng không? Đấy, đề này mà làm sai được thì quá là dở hơi luôn đấy các bạn ạ. Được chưa? 29 nhá. Chủ đề của tác phẩm là gì? Chủ đề của tác phẩm là gì nhá các bạn nhá? Đấy, chủ đề tác phẩm là gì nào? A. Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con người tự do, con đường cách mạng của các gì đấy dân tộc ít người ở Đông Bắc. Ok, phản ánh số phận đau thương và quá trình con người đến với tự do, con đường cách mạng của dân tộc ít người ở Tây Bắc. Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của cái gì đấy, của những người ở Nam Bộ
phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của đồng bào miền xuôi. À, vậy thì câu 29 này là hình như là đang nói về vợ chồng A Vũ này các bạn này, đúng không? Đấy, 29 là chúng ta bắt đầu sang vợ chồng A Vũ nhá các bạn nhá. Đấy, vợ chồng A Vũ nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, vậy thì câu 29 đáp án các bạn là gì đây? Các bạn đọc đến vợ chồng A Vũ chưa? Rồi, Phạm Đăng Khánh trả lời là B, Đỗ Xuân Bách là B, Mai Thanh là B. Chính xác nhá, 29 là B, được nhá. Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người, đúng không? Thiểu số ở vùng Tây Bắc. Ok, bởi vì Mỹ là người cô gái người Mèo nhá, cô gái người Hơ Mông, ok chưa? Rồi, chúng ta đến với câu số 30. Nào, vợ chồng A Vũ nào. Sống trong nhà thùng lì Pa Cha, Mỹ có thân phận tủi nhục, thấp hèn. Tô Hoài so sánh thân phận của Mỹ với ai hả các bạn? Nào, ok chưa? So sánh thân phận tủi nhục của Mỹ với cái gì đây các bạn em? Đáp án của chúng ta là gì nào? Sống trong nhà thùng lý, Mỹ có thân phận như thế nào nhá? A là con trâu, B là con ngựa, C là con rùa. À, câu 30 là gì các bạn nhỉ? Câu 30 quá dễ đúng không? Đấy, Mỹ vừa giống con rùa nuôi trong xó cửa này, đúng không? Và lại sống kiếp đời con trâu con ngựa này trong nhà thùng lý. Vậy đáp án của chúng ta câu 30 phải là D các bạn nhá. Ok nhá. Đấy. Đáp án này phải là D nhá, đúng không? Ví với cả gì đây? À, tất cả các cái con vật trên, đúng không? Ok nhá. Rồi, có cả anh chị 2K3 vào xem này, thầy nhìn thấy rồi này, rất tuyệt vời. Nếu 2K3 ở đây thì cũng chia sẻ về cho nó vui nha các bạn nhé. Rồi, đúng không, ủng hộ thầy, đúng không, vui mà. Chúng ta đến câu 31 này. Chi tiết nào sau đây thể hiện sự phản kháng đầu tiên của Mỹ khi trở thành con dâu gạt nợ, đúng không? A, có đến mấy ngày tháng đêm nào Mỹ cũng khóc. B, Mỹ trốn về nhà cầm theo một nắm lá ngón. B, C này, mỗi ngày Mỹ càng không nói, Mỹ lầm lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. À, đáp án câu 31 là gì các bạn ơi? Câu 31 đáp án là gì nhỉ? À, hãy nhớ cái này. Sự phản kháng đầu tiên khi Mỹ trở thành con dâu gạt nợ. À, sự phản kháng đầu tiên khi trở thành con dâu gạt nợ nhá. Đấy, được chưa nào? Đáp án là gì các bạn ơi? À, ok. Rồi, ok nhá. Rồi, Trần Minh Hằng trả lời là 31A. Ừ, đêm nào Mỹ cũng khóc. B là Mỹ trốn về nhà cầm đeo nằm lá ngón, đúng không? Đấy. C là mỗi ngày Mỹ không nói, Mỹ lầm lũi như con rùa nuôi trong xó cửa, đúng không? Đáp án A và đáp án B, D, đúng không? Vậy thì cái sự phản kháng đầu tiên là gì? Sự phản kháng đầu tiên là gì các bạn ơi? À, nếu như các bạn trả lời là D thì nó đâu còn là đầu tiên nữa. Đầu tiên là một cái thôi, đúng không? Đấy. Một cái thôi các bạn ạ, đúng không? Đấy. Nó phải là gì các bạn? À, đó là gì đấy? Bạn Trần Minh Hằng đã trả lời đang đúng thì thành sai à? À, phải là gì hả bạn? À, đó là gì hả? Cái sự phản kháng đầu tiên khi mà trở thành con dâu gạt nợ, có nghĩa là sau khi bị bắt về nhà thùng lý và cúng trình ma, đúng không? Đấy. Thì đáp án của chúng ta là gì các bạn nhỉ? À, đó là gì đấy? Đó là gì hả? 31B, đúng rồi nhá. Trở về nhà và cầm theo một nắm lá ngón, đúng không? Đấy, ok nhá. Trở về nhà cầm theo một nắm lá ngón nhá. Rồi, đấy, được chưa? Ok nhá. Chúng ta nói đến câu số 32 nào. Dấu hiệu đầu tiên cho sức sống tiềm tàng và sức mạnh phản kháng trỗi dậy của Mỹ trong đêm tình mùa xuân. Đáp án nhá, ok nhá. Rồi, câu 32 các bạn nhá. Câu 32 là gì nào? A này, Mỹ nhớ lại quá khứ, nhớ về hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời tuổi trẻ của mình. B là Mỹ sắn một miếng mỡ bỏ vào đĩa đèn cho thêm sáng, đúng không? C là Mỹ lấy máy váy hoa và Mỹ muốn đi chơi. Và D là tất cả các đáp án trên, đúng không? Người ta hỏi là dấu hiệu đầu tiên thì không thể nào có chuyện mình trả lời là D được, đúng không? Mình không thể trả lời là D được nhá các bạn nhá. Vậy thì câu 32 đáp án của chúng ta là gì hả bạn? À, Mai Hương trả lời câu 32 là A, Ngọc Ánh trả lời là A, Phong Thu trả lời là B, à, Tiên Nguyễn trả lời là D, Nguyễn Thanh trả lời là C, Nguyễn Văn Công trả lời là D. Thầy bảo là D là sai mà. Các bạn rất có thói quen rất xấu, có nghĩa là các bạn luôn làm là all correct, có nghĩa là tất cả cũng đúng, đúng không? Nhưng cái đáp án đấy là các cái cách làm lười, cái làm sai nhá. Đấy, đáp án của chúng ta ở đây này, 32 của chúng ta phải là A, đúng không? Cái điều đầu tiên ấy là Mỹ ngồi nghe thì tiếng sáo và Mỹ bắt đầu gì đấy? À, nhớ lại cái quá khứ của mình các bạn nhá. Đúng không? Và sức sống thì dần dần trỗi dậy, đúng không? Điều đó còn trước cả uống rượu, đúng không? Trước cả sắn mỡ và trước cả việc đi lấy váy hoa nhá. Được chưa? Đáp án câu 32 phải là A các bạn nhá. Phương Liên Mimi đúng rồi. Vương Thị Thúy Hường đúng rồi, Phạm Mẫn đúng rồi, Trần Thị Chi đúng rồi. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Đến với câu số 33 nào. Nội dung chính của đoạn sau là gì? Chàng chợt đứng dừng lại, lắng tai nghe, nghe đầu ngõ có tiếng người húng hắng ho. Một bà lão từ ngoài rặng che lọng không đi vào. Đây là vợ Nhật, đúng không? Đấy, không biết các bạn học đến vợ Nhật chưa, đúng không? Những kệ em mình cứ hỏi thôi, đúng không? Để ôn lại kiến thức nhá. Vợ Nhật này, được chưa? Nội dung chính của đoạn sau là gì? Chàng
Chàng chợt đứng dừng lại, lắng tai nghe. Ngoài đầu ngõ có tiếng người hùng hắng ho. Một bà lão từ ngoài giặc tre lóc khóc đi vào. Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. A. Cảnh chàng đưa vợ về. B. Hoàn cảnh chàng và thị trở thành vợ chồng. C. Là chàng giới thiệu mẹ, đúng không? Giới thiệu vợ với mẹ và nỗi lòng của bà cụ tứ. Và D. Là bữa cơm đầu tiên đón nàng dâu mới, đúng không? Đấy. Bài này chưa học à? Bài này chưa học thì dở rồi. Bởi vì các bạn học online thì các bạn phải học hết rồi chứ, đúng không? Đấy. Ngô Thúy An trả lời là 33A. Nguyễn Đình Hiệu trả lời là 33C. Chưa học đấy cũng không sao cả, cứ làm thử xem sao, đúng không? Đấy. 33 là gì các bạn nhỉ? 33 đáp án ở đây nhá, đó chính là anh chàng này đưa thị về ra mắt mẹ này và nỗi lòng của người mẹ nghèo. Ok nhá? 33C nhá. Ok, 34 này, đúng không? Tình huống chuyện vợ nhặt mang ý nghĩa gì? Đúng không? Tình huống chuyện vợ nhặt nhá. A. Tố cáo chế độ phong kiến đẩy người nông dân vào bước đường cùng. B. Tố cáo chế độ thực dân phát xít đẩy người nông dân vào nạn đói khủng khiếp, vào cảnh khốn cùng. C. Mang giá trị nhân bản, đúng không? Sâu xa dù hoàn cảnh bi thảm đến đâu, con người ta vẫn khao khát hạnh phúc và vẫn hướng về ánh sáng và tin tưởng vào tương lai. D là đáp án B và C, đúng không? Đấy, 34 để thầy chữa luôn các bạn nhé. Đó là đáp án D, đúng không? Đấy, bởi vì hai cái ý này đều đúng nhá. Ok nhá. Rồi, 35 này, còn hai câu cuối này. Giá trị hiện thực này. Hiện thực là các bạn phải nhớ đến cái từ tố cáo nhá các bạn nhé. Đấy, khi mà nhớ đến cái sự hiện thực ấy là tố cáo, đúng không? Đấy, giá trị nhân đạo là thương thương thương, yêu yêu yêu, đúng không? Còn giá trị hiện thực là tố cáo, đúng không? Cho thấy một A này, cho thấy một thảm cảnh thê thảm của những con người nghèo trong nạn đói khủng khiếp do Pháp và Nhật gây ra. Tố cáo tội ác của thực dân và phát xít, thể hiện lòng cảm thông sâu sắc đối với số phận con người trong nạn đói, là bài ca ca ngợi các thứ, đúng không? Đấy. Vậy thì khi mà mình nói đến đây ấy, đúng không? Câu 35 ấy thì các bạn thấy là câu 35 ở đây này nó sẽ phải là A các bạn nhá. Đấy. Cho thấy tình cảnh thê thảm của con người nghèo trong nạn đói khủng khiếp năm 45, đúng không? Đấy. Phải nói rõ là năm 45 này, được chưa nào? Đấy. Còn nếu như nói như đáp án B thì nó hơi chung chung quá các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, đáp án A các bạn nhá. Rồi, mình đến với câu cuối cùng nào các bạn ơi. Câu cuối cùng nhá. Nào, đáp án nào dưới đây không phải là nghệ thuật của tác phẩm vở nhặt? Ok, A. Cách kể chuyện giản dị nhưng rất có duyên, rất lôi cuốn, tình huống chuyện độc đáo, éo le, nghịch lý, hợp lý. B. Sự am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán người miền núi. Ở đây người ta hỏi là không phải nha các bạn nhé, không phải, đúng không? Đấy, không phải là nghệ thuật của tác phẩm vở nhặt. C. Là đối thoại sinh động như lời ăn tiếng nói hàng ngày ở các làng quê. D. Miêu tả tâm lý tự nhiên, tinh tế, chân thật, đúng không? Cá thể, logic, hợp lý, đúng không? Vậy đáp án ở đây là gì các bạn? Đó chính là gì đây? Đó là B nha các bạn nha. Bởi vì cái tác phẩm này đang nói đến này, đó là vợ chồng A Phủ này, không phải vợ nhặt nha. Ok, đấy. Miền núi phải là vợ chồng A Phủ các bạn nha. Đấy. Các bạn có làm đúng hết đúng không ạ? Các bạn có làm đúng hết đúng không ạ? Các bạn có thích thầy Nhật là làm nhiều đề trắc nghiệm hơn, phải livestream với các bạn để ôn tập với các bạn không ạ? Thầy Nhật cảm thấy rất là vui bởi vì hôm nay chúng ta có gần 10.000 comment, đúng không? Rất tuyệt vời nhá. Thầy Nhật rất là vui bởi vì 2K4 rất là hào hứng về cái kiểu ôn như thế này, đúng không? Đấy. Và đó sẽ là một cái động lực rất là to lớn để thầy tiếp tục làm những cái buổi livestream như thế này với các bạn nhá. Để chúng ta học văn theo kiểu trắc nghiệm, đúng không? Chúng ta bấm máy thử Casio xem có làm được bài không nhá. Ok, sai 4 câu ạ, đúng không? Có thích lắm thầy ơi. Đấy. Thích thì phải hành động, đúng không? Yêu thương là phải hành động các bạn nhé. Đấy. Các bạn hãy chia sẻ video này về tường lúc này nhá. Ok nhá. Rồi, bây giờ thì thầy giới thiệu cho các bạn này. Đối với các bạn học sinh ở phương xa mà các bạn muốn đăng ký học văn ấy cùng với thầy Nhật, đúng không? Trong nhóm kín học theo hình thức livestream với mục tiêu là 9 cộng nha các bạn nhé. Thì các bạn có thể đăng ký khóa học online với thầy, đúng không? Đấy, thầy rất là vui bởi vì là cuối kỳ 1 vừa rồi có rất nhiều các bạn trong lớp của thầy đã được 9,4 tổng kết trung bình môn, và điều đó là điều cả thầy cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhá. Đấy, khi đăng ký học với thầy thì sẽ có 3 khóa học trong 1 nha các bạn nhá. Thứ nhất là Live C này. Live C là thầy sẽ giảng tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 từ cơ bản đến chuyên sâu nâng cao, đúng không? Đấy, sau khi mà thầy đã giảng xong Live C rồi thì chúng ta sẽ luyện đề và được chấm chữa bài 1:1, đúng không? Chấm chữa bài chi tiết nhá. Ra Tết thì các bạn sẽ quên hết kiến thức, đúng không? Đấy, quên rất là nhiều. Ăn Tết mà mải ăn Tết là quên hết. Cho nên là ra Tết thì sẽ đến với Live G nhá các bạn nhé. Đây là lộ trình học nhá các bạn nhé. Là sẽ tổng ôn, là giảng lại các tác phẩm lớp 12 từ đầu. Đó, đấy là cái được của các bạn khi đăng ký khóa học với thầy. Đây là lộ trình nhá các bạn nhé. Đấy. Thứ hai là về quyền lợi này. Khi đăng ký học online với thầy Nhật, đúng không? Học theo hình thức livestream thì các bạn sẽ được tặng full audio bài giảng nhá, nghe trên app, đúng không? Đấy. Được tặng full tất cả các bản phân tích, đúng không? Những bản Word 33 đến 40 trang phân tích chi tiết tất cả các tác phẩm văn học lớp 12. Và được tặng full video nghị luận xã hội, đúng không? Đấy. Tặng full audio này, tặng full video này, và có cả tài liệu đính kèm này để các bạn có thể phân tích được rất là sâu từng tác phẩm,
đúng không? 33 đến 40 trang cho một bài các bạn nhé, đúng không? Đấy, về sách tặng kèm khi đăng ký học với thầy Nhật thì các bạn sẽ có 5 cuốn liền được tặng. Cuốn thứ nhất là sơ đồ tư duy này các bạn này, đó, sơ đồ tư duy bản 2022, đúng không? Đấy, là được tích hợp thêm cả dàn ý các bạn nhé. Đấy, và toàn bộ được in màu để các bạn học các tác phẩm văn học lớp 12 ấy, các bạn cảm thấy yêu tác phẩm lớp 12 hơn rất nhiều, đúng không? Mọi thứ được trình bày một cách rất là khoa học và logic các bạn nhé. Đó, đây là quyển đầu tiên sẽ được tặng các bạn khi đăng ký học với thầy, đúng không? Sơ đồ tư duy in màu tích hợp với dàn ý nhá. Thứ hai là quyển 130 đề đọc hiểu này. Các bạn sẽ có đề đọc hiểu, đúng không? Đấy, đây nhá. Có kiến thức đọc hiểu này, đúng không? Và có đề đọc hiểu này. Đấy, dùng để ôn cho cả đọc hiểu và ôn cho cả gì đây? Đánh giá năng lực luôn nhá. Đó là cuốn 130 đề đọc hiểu bản 2022 các bạn nhá, đúng không? Đấy. Cuốn thứ ba các bạn được tặng khi đăng ký học với thầy, đó là cuốn 140 mở bài nâng cao. Mỗi một tác phẩm thì chuẩn bị cho các bạn từ 10 cho đến 15 cái mở bài để các bạn đốn tim giám khảo các bạn nhé, đúng không? Đây là cuốn thứ ba các bạn được tặng này, được chưa nào? Cuốn thứ tư là tổng ôn, đúng không? Bản mới các bạn nhé, đấy, 2022 các bạn nhé. Đấy, đây là cuốn này là có 267 trang, phân 284 trang, đúng không? Phân tích tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 nhé các bạn nhé. Và anh chị khóa trên đều đã thành công vì đã có cuốn sách này các bạn nhé. Đó, đó là cuốn Cửu Âm Chân Kinh, đúng không? Phiên bản mới các bạn nhé. Đấy, khi đăng ký học với thầy, được chưa? Rồi, và cuốn cuối cùng đó là 35 đề thi thử và đáp án chi tiết, đúng không? Bản 2022, đây, nha các bạn nhé. Đấy, được tặng đến tận 5 cuốn sách gửi về tận nhà khi đăng ký học online cùng với thầy Nhật, đúng không? Học theo hình thức livestream trong nhóm kín nhá. Đấy, có đề, có đáp án nhá. Đáp án toàn 8 đến 9 trang thôi các bạn ạ, đúng không? Rất chi tiết cụ thể, được chưa? Đấy, và hiện tại thì học phí các bạn đang được ưu đãi là giảm đến 60%, đúng không? Còn 1.500k nhá. Và học đến tận lúc 2K4 thi đại học luôn, đúng không? Học cho đến lúc thi luôn các bạn nhé. Đấy, đăng ký học với thầy thì các bạn có hai cách đăng ký, đúng không? Một là các bạn có thể inbox cho fanpage của thầy Lớp Văn Thầy Nhật nha các bạn nhé. Hai là các bạn có thể điền, đúng không, vào link mà thầy đã ghim ở phần comment trong buổi livestream ngày hôm nay để nhận sự tư vấn và về với đội của thầy Nhật, đúng không? Thầy Nhật rất là mong muốn 2K4 phá được kỷ lục của anh chị 2K3. 2K3 đã có 183 bạn được trên 9 điểm văn. Và thầy mong rằng, đúng không? Thầy mong rằng là 2K4 cũng sẽ phá được kỷ lục này của anh chị khóa trên. Các bạn sẽ có trên 200 điểm 9 văn. Thầy tin là điều đó chúng ta sẽ làm được. Thầy biết là 2K4 gặp rất nhiều những khó khăn, đúng không? Trong cái quá trình mà các bạn học ôn thi, các bạn phải học online rất là nhiều. Đấy, các bạn không được đến trường mấy. Đấy, rồi dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp, đúng không? Nhưng mà nếu như cái khó khăn thử thách càng nhiều, đúng không, thì cái chiến thắng vinh quang của chúng ta ngày càng trở nên có ý nghĩa. Và thầy chúc 2K4 năm nay các em sẽ có thật nhiều điểm trên 9 cộng môn văn, được chưa? Đấy, rất mong là các bạn sẽ về với đội của thầy Nhật để thầy Nhật được ôn tập cho các bạn thật là tốt. Ok, chào tạm biệt 2K4 và thầy yêu 2K4 rất nhiều. Bye bye.